Video này là dành riêng cho bạn nào đang có mức thu nhập trung bình dưới 10 triệu và đôi vợ chồng đang có thu nhập dưới 15 triệu nhưng muốn sở hữu nhà ở cao cấp thì hãy xem hết video này. Hôm nay Đức sẽ biến dự định ước mơ của các bạn thành hiện thực. Bất động sản đang được trợ giá cực kỳ mạnh. Như dự án mà Đức đang quay cho mọi người coi, chỉ cần thanh toán hàng tháng chỉ 4 triệu đồng bằng với lại giá thuê một căn nhà là bạn đã có thể mua một căn nhà cao cấp có hồ bơi này, phòng tập gym này, sân chơi thể dục thể thao bao gồm đá banh, cầu lông, tennis này và toàn bộ đều được miễn phí hết. Pháp lý thì được sổ hồng riêng hoàn công luôn. Thanh toán trước 15%, chỉ 150 triệu là có thể dọn vào nhà ở ngay. Tùy vào diện tích bạn chọn thì những cái mức giá nó sẽ khác nhau. Không gian sống thì cực kỳ an ninh và hiện đại, có 7 đầu xe thông minh cho cả xe máy và ô tô. Lực lượng chức năng bảo vệ thì 24/24. Nội ngoại khu tiện ích đầy đủ trong vòng 200m, có chợ này, trường học, bệnh viện, siêu thị, khu ẩm thực và khu thương mại. Bạn nào muốn đi xem thực tế hoặc là trải nghiệm thực tế thì hãy alo ngay qua cho Đức nhé.